phụ nữ tuổi 50 trải qua nhiều thay đổi trong cơ thể nên cần có một chế độ ăn uống cẩn thận hơn để tránh được những vấn đề sức khỏe thường thấy ở lứa tuổi này. Vậy bạn đã biết mình nên bổ sung gì để luôn khỏe mạnh dù cơ thể có thay đổi thế nào? Hãy cùng Sức Khỏe TV tìm hiểu chế độ ăn uống của phụ nữ tuổi 50 cần cung cấp cho cơ thể nhé. 1. Là canxi. Tình trạng loãng xương không hề hiếm gặp và nguy cơ phát triển căn bệnh về xương này cũng tăng theo tuổi tác. Trên thực tế, có tới 1/3 phụ nữ trên 50 tuổi có nguy cơ bị gãy xương do loãng xương. Điều này có thể vì cơ thể hấp thụ canxi ít hơn khi bạn lớn tuổi. Ngoài ra, khả năng xung lọc các sản phẩm từ các sản phẩm sữa, một nguồn canxi dồi dào cũng giảm theo. Phụ nữ trên 50 tuổi cần bổ sung 1.200mg canxi mỗi ngày. Khi mua thực phẩm, bạn nên đọc thành phần dinh dưỡng trên bao bì để đảm bảo được lượng canxi này. 2. Là protein. Phụ nữ tuổi 50 có xu hướng ngồi nhiều hơn và tập thể dục ít hơn. Điều này dẫn tới một quá trình lão hóa tự nhiên được gọi là tình trạng keo cơ người già. Đây là tình trạng mất khối lượng cơ bắp ở người lớn tuổi. Phụ nữ khi gần đạt 80 tuổi, họ có thể đã mất đi một nửa khối lượng cơ. Nếu cung cấp đủ protein, bạn có thể giảm tác động của tình trạng mất cơ này. Nhu cầu protein của mỗi người phụ thuộc vào cân nặng. Đối với phụ nữ trên 50 tuổi, các chuyên gia khuyên dùng từ 1 đến 1,5 gram protein trên mỗi kg cân nặng. Ví dụ, bạn sẽ cần ít nhất 63 gram protein mỗi ngày nếu nặng 63,5 cân. Bạn có thể thêm các loại thịt nạc vào thực đơn hàng ngày để bổ sung protein. Nếu không muốn dùng các loại thịt, bạn vẫn có thể cung cấp protein cho cơ thể qua chế độ ăn uống nhiều loại rau củ lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể bổ sung protein bằng một số loại thực phẩm khác như diêm mạch, trứng, sữa, các loại hạt, đậu nành và các loại đậu khác. 3. Là vitamin B12. Phụ nữ tuổi trung niên sẽ hấp thụ ít chất dinh dưỡng hơn từ thực phẩm. Một chất dinh dưỡng quan trọng phụ nữ có thể hấp thụ không đủ là vitamin B12, một chất rất cần thiết để duy trì tế bào hồng cầu và chức năng não được tốt. Lượng vitamin B12 khuyến nghị hàng ngày cho phụ nữ tuổi 50 là 2,4 microgram mỗi ngày. Một số nguồn vitamin B12 dồi dào bạn có thể dùng để cung cấp cho cơ thể đủ lượng vitamin B12 là trứng, sữa, thịt nạc, cá, ngũ cốc. Tuy nhiên, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe để biết mình có cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng này bằng thực phẩm chức năng hay không. Ngoài việc bổ sung thêm canxi, protein và vitamin B12, bạn cũng cần chú ý những điểm sau. Tập trung vào thực phẩm toàn phần. Bạn nên tập trung vào các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ để tránh được rất nhiều vấn đề phổ biến liên quan đến tuổi tác. Uống đủ nước, bạn nên uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, vì cơ thể bạn sẽ có thể không nhạy cảm với cảm giác khát như trước kia. Lên thực đơn sẵn mỗi ngày. Khi có thực đơn, bạn có thể biết mình sẽ cung cấp những chất dinh dưỡng thiết yếu từ đâu. Ngoài ra, bạn cũng dễ dàng ăn uống lành mạnh hơn khi đã có thực đơn. 4. Vitamin D, đặc biệt là vitamin D3. Vitamin từ ánh sáng rất quan trọng cho xương chắc khỏe và nhiều hơn nữa. Nếu bạn có canxi đầy đủ nhưng không đủ vitamin D, bạn sẽ không có khả năng hấp thụ canxi. Vitamin D cũng có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường, ung thư và bệnh tim. Những người khỏe mạnh trung bình trên 50 cần ít nhất 800-1.000 đơn vị quốc tế EU vitamin D mỗi ngày. Nhưng một số chuyên gia khuyên bạn nên bổ sung nhiều hơn và có thể bổ sung tới 4.000 đơn vị mỗi ngày dưới sự giám sát của bác sĩ. Vitamin D từ thực phẩm bao gồm sữa, cá hồi, trứng và nấm. Ngoài ra, phơi nắng buổi sáng cũng giúp bổ sung vitamin D cho cơ thể. Nhưng những người sống ở vùng khí hậu nhiều mây, những người có làn da đen, hãy xét nghiệm máu và nếu nồng độ vitamin D thấp, hãy hỏi bác sĩ về việc uống chất bổ sung. 5. Là magie. Magie đóng vai trò trong hơn 300 chức năng cơ thể và nếu bạn không nhận được đủ magie, bạn có thể có tỷ lệ tim bất thường, lượng đường trong máu cao và một loạt các vấn đề khác. Để chắc chắn rằng bạn đang nhận được đủ magie, phụ nữ cần 320mg mỗi ngày.
và nam giới cần 420mg. Một số thực phẩm giàu magie bao gồm bơ và các loại hạt, củ cải và các loại quả hạch. Ngoài ra, cần lưu ý ăn một chế độ ăn uống đa dạng và cắt giảm lượng đường, vì ăn nhiều đường có thể làm giảm sự hấp thụ magie. Cần ăn thêm rau xanh và uống đủ nước. Nếu bạn còn điều gì thắc mắc, hãy ghi vào phần bình luận bên dưới video để được giải đáp. Và đừng quên like và đăng ký kênh để giúp kênh phát triển. Chúc các bạn luôn sống vui khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.